Mến chào quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Quận 12. Hôm nay em Phúc xin giới thiệu tới quý anh chị một lô đất rất là đẹp nằm ở phường Thành Lộc, quận 12. Lô đất đẹp là vì trước lô đất của chúng ta là con đường 8m, 2 xe ô tô, và kế bên con đường của chúng ta là một con sông rất là nhiều tôm cá, và sông này nối thẳng với sông Sài Gòn. Vị trí lô đất này rất thích hợp để chúng ta cắt một căn biệt thự mini hoặc là một khu nghỉ dưỡng và hợp mặt bạn bè vào những ngày cuối tuần. Và không đợi quý anh chị đợi lâu, Phúc sẽ review lô đất ngay bây giờ. Lô đất của chúng ta có diện tích là chiều ngang 5m và chiều sâu là 45m, diện tích là 220m, thổ cư là 133m và được chủ chào bán với giá là 6 tỷ 600 triệu. Cái này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ hứa sẽ bớt lọc lá cho chúng ta. Đường trước nhà của chúng ta là đường thông ra đường TL44 và thông ra đường Hà Quý Giáp. Và thẳng hướng này 50m nữa chúng ta sẽ tới sông Sài Gòn, một con sông rất là đẹp. Và đây là con sông trước nhà của chúng ta, rất là nhiều tôm và cá. Ở đây chúng ta có thể dựng một cái chòi dây ra một tí để dành hợp mặt bạn bè và ăn sáng uống cà phê với gia đình vào những ngày cuối tuần hay vào những buổi sáng thì rất là tuyệt vời nha quý anh chị. Ở phía trước này còn rất là rộng và còn rất là hoang sơ. Và thẳng hướng này theo khoảng 100m nữa chúng ta sẽ ra đường Hà Quý Giáp và về Nguyễn Oanh, Gò Vấp, khoảng hơn 3km về sân bay Tân Sơn Nhất, khoảng hơn 8km nha quý vị. Một lô đất có diện tích khủng sát trung tâm thành phố và có con đường trước nhà rất là to lớn và một cái view sông rất là đẹp đầy tôm cá. Nếu anh chị muốn sở hữu lô đất thì hãy nhanh tay điện thoại cho Phúc theo số điện thoại trên màn hình để tới xem vị trí lô đất và gặp trực tiếp với chủ để chúng ta làm việc. Và bây giờ Phúc sẽ quay cái đoạn đường từ vị trí lô đất chúng ta ra đường Hà Quý Giáp cho quý anh chị xem nha. Khoảng 100m à, chúng ta sẽ ra ngay khúc cầu Ông Đụng. Video review lô đất view sông có diện tích lớn của em đến đây xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị. Xin cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới về giá nhà và đất ở quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.